Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car Và trong video ngày hôm nay, lời đầu tiên cho em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Nguyễn Tiến Tài Với chiếc xe TOTA Vios 1.5 ECVT đã ủng hộ đội ngũ Happy Car tại đại lý TOTA Thanh Xuân Và trong video ngày hôm nay, nhân dịp làm lễ bàn giao xe cho anh Tài Thì trong cái buổi chiều ngày 26 tháng 11, em xin được gửi tới chương trình khuyến mại mới nhất đối với dòng sản phẩm Tota Vios phiên bản 1.5 ECVT và giá tổng lăn bánh để quý khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn thời gian lựa chọn xe sao cho hợp lý nhất. Và trước khi video được bắt đầu, em nghĩa luôn mong nhận được sự ủng hộ của tất cả quý khách hàng. Vios ECVT là một trong những phiên bản bán chạy nhất của sản phẩm Tota Vios với mức giá niêm yết là 542 triệu đồng. Và hiện tại trong cuối tháng 11 Đại lý Toyota Thanh Xuân đang có chương trình khuyến mại cực tốt, xả kho khuyến mại 5 ngày cuối tháng 11. Trong chương trình tháng này, đối với dòng sản phẩm Toyota Vios E CVT, bên em Nghĩa đang giảm trực tiếp tiền mặt lên tới 45 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng sẽ được tặng thêm một năm bảo hiểm và gói phụ kiện chính hãng của Toyota bao gồm về che mưa chính hãng, bơm lốp điện tử và camera hành trình. Bên đại lý sẽ tặng thêm cho quý khách hàng về gói dán phim cách nhiệt tất cả các mặt kính bảo hành 10 năm và trải sàn da cao cấp. Như vậy trên chiếc xe Toyota Vios năm 2022 sẽ có đầy đủ tất cả các phụ kiện cần thiết nhất dành cho quý khách hàng lấy xe ở thời điểm tháng 11 này. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ từ số hotline em để góc trái màn hình để em có thể tư vấn và báo giá một cách tốt nhất dành cho mọi người. Ở thời điểm tháng 11 này thì bên em nghĩa vẫn hỗ trợ chương trình trả góp lên tới 80% giá trị của chiếc xe. Và đối với dòng sản phẩm VSE CVT thì quý khách hàng chỉ cần tối thiểu 160 triệu là quý khách hàng đã có thể vay mua chiếc xe này rồi và hàng tháng sẽ trả tổng tiền gốc và lãi là 7,8 triệu đồng. Vay tối đa trong vòng 84 tháng tương ứng với 7 năm và lãi suất ưu đãi là 0,8% trên một tháng. Với mức khuyến mại 45 triệu tiền mặt trong tháng 11 này thì đối với giá lăn bánh của chiếc xe này ở thị trường tỉnh sẽ là 555 triệu đồng. Ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 575 triệu và đối với thị trường Hà Nội với biển số 20 triệu và lệ phí trước bạ là 12% thì giá lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 586 triệu đồng. Toyota Vios e CVT được thừa hưởng thiết kế giống như phiên bản cao cấp nhất, được trang bị màn hình đa thông tin, màn hình giải trí lên tới 7 inch. Hộp số sự là hộp số CVT cho khả năng tăng tốc cực kỳ mượt mà và dịch chuyển giữa các cấp số không bị dích dắt không bị uh, lỡ số xe vẫn có đèn tự động màu nội thất bên trong là màu kem cực kỳ sang trọng không gian ngồi cực kỳ rộng rãi được sở hữu khối động cơ lên tới 1.5 lít cho công suất lên tới 107 mã lực Tuy nhiên về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe chỉ là 4,9 lít trên 100 km tính ra tiền ở thời điểm tháng 11 này đối với giá xăng thì chiếc xe này chỉ khoảng hơn 100 nghìn một chút thôi ạ Cực kỳ tiết kiệm Đây là phiên bản mà đáng mua nhất tại thời điểm hiện tại Trên so với phiên bản G sẽ là 50 triệu Thì Toyota Vios được đông đảo quý khách hàng lựa chọn có thể chạy gia đình này, chạy kinh doanh dịch vụ, Uber, Grab hay là xe ghép. Cách thiết kế ở bên ngoài và bên trong nội ngoại thất đều ưa nhìn, giữ form dáng không bị lỗi thời. Toyota Vios luôn là một chiếc xe bán chạy nhất trong phân khúc cạnh tranh trực tiếp với Honda City hay là Hyundai Accent. Ở tháng 10 vừa rồi thì uh, viết cả ba phiên bản bán toàn thị trường Việt Nam được 2.193 xe. Và hiện tại đang là chiếc xe dẫn đầu của nhà Toyota trong năm 2022 này. Cốp xe cực kỳ rộng rãi, lốp xe là lốp nguyên bản, 5 lốp như một. Sẽ có bộ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe Bao gồm tay quay, tay kích đầy đủ đồ dùng theo xe Đèn hậu phía sau là có đèn dạng led trải dài từ trái sang phải Mâm là mâm 15 minh Đa chấu được phay xước Cụm đèn phía trước là cụm đèn halogen projector cho ánh sáng tập trung Form xe ở đằng trước đây là form xe phiên bản mới nhất năm 2022 và đó là tất cả những thông tin mà em Nghĩa muốn gửi tới cho quý khách hàng trong cái 5 ngày cuối tháng 11 này. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ tới số hotline em để góc trái màn hình để được em báo giá và tư vấn tốt nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điều hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.